Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng là ngày 21 tháng 11 đêm Quý Mão. Giờ này Bích Văn tới ấp An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp dự buổi đám lâm tuần giáp năm của nhà Đồng Đạo nha quý vị. Đây là quang cảnh phía trước của buổi đám lâm tuần. Giờ này Bích Văn mới tới nên là cũng chưa có đồng đạo tới cầu nguyện, mà nhưng đã có ở trong có đọc lại lời châu ngọc của tổ thầy rồi quý vị. Đây là khung cảnh của bên cảnh Đồng Tháp nha quý vị. Đây là quang cảnh phía ngoài của Bích Văn sẽ đi vào trong với trong nhà buổi tối cùng hiện giờ có đọc lại lời châu ngọc của tổ thầy nha quý vị. Đây là bàn thờ cầu nguyện nha quý vị. Còn đây là ngôi thờ Cửu Quyền và ngôi thờ Tam Bảo luôn nha quý vị.
Lớn lớn cho bà ngoại.
Trưng ở đâu ạ? À? Dạ con ở bên à, con là thuộc cái bản là huyện Châu Phú. Kiến An hả vậy? Không, con bên Châu Phú á. Châu Phú là ở trên Cái Dầu á, Cái Dầu, cô biết Cái Dầu không? Biết, Cái Dầu đi xuống. Vậy đó ha, Cái Dầu đi xuống. Con ở thuộc về ban trị sự của xã Bình Long. Kinh vậy à. Gia trồng do á. Cô ở đây hả? Ở đây nhà. Dạ. Nhà này. Dễ ha. Mày nói cho em dễ nè. Nhỏ này thứ ba em Diễm. Chị Diễm. Chị còn nhỏ nhau thứ hai của chị Diễm. Nhỏ này vợ Diễm. Quay đây, quay vợ Diễm. Chị cấp mớm năm nay mới qua bên em phải không? Mua giờ ba kết bạn mà mới gặp mới giao lưu luôn á. Cái này kết bạn trên Facebook phải không? Vậy hả? Cái chú gặp ngoài đó đó. Ồ, cưng dữ hả? Cưng được mấy chị em. Con là ba chị em, con thứ hai. Có một mình con tu, hai đứa em con nó không có tu. Tu thì không có chồng phải không? Không không, con có gia đình mà con bị gãy đổ rồi. Vậy đó hả, có con không? Dạ con được thằng trai 19 tuổi. Đã gì hả, có con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đà Phật, cung kính Đức Phật và cung kính Đức Thầy. Kính thưa sự gia đình và anh em đồng đạo thân mến, ngày nay là ngày 21 tháng 11 năm Quý Mão, thì trong gia đình thiết lập bằng Phật làm từng giáp năm cho Dương Văn Lước thọ 69 tuổi. Thì trong gia đình lời mời anh em đồng đạo nam nữ xa gần trở đẹp trong cùng gia đình làm theo tôn chỉ của Thầy. Bây giờ chúng ta đã quy đầu Phật, phải do sự thành tâm và đem sức cánh giái của trong đạo cầu nguyện cho dung linh người chết được cho sinh nơi cái đó. Thì trước khi cầu nguyện của ba ngôi thì cúng hiệp tiếng gì cầu nguyện làm ba lượt, hiệp thứ ba để viên mãn, mời quý vị sáng Phật. Nam mô Di Đà Phật và quy tâm. Hướng tâm ngôn của quyền, xá ba sáng. Nam mô Di Đà Phật, hướng tâm ngôn tâm bảo, xá ba sáng. Nam mô Di Đà Phật và chân dung thầy sáng. Nam mô Di Đà Phật và hướng tâm về bằng thông thiên. Sá ba sá. Nam mô Di Đà Phật và quy nước. Và chánh cầu nguyện một lần ba lượt. Thứ bảy chánh niệm thì khi cầu khi nguyện gì gì thành tâm thân trang nghiêm tâm thanh tịnh hướng về bằng Phật sá ba sá. Nam Phật, Nam Di Đà Phật, Nam Di Đà Phật và quy xuống. Và dân hương đáng niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Với Phật Tổ, Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho Dương Văn Lước hưởng thọ 69 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ dung linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh về cực lạc. Nam Mô Di Đà Phật và đứng lên. Và sáng sanh. Trong khi các phương chấp tay ngực để niệm Phật chữ phước chư người quá giả, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Dạ định hương mình sắp xong lại tại Đức Phật. Dạ cúi đầu đảnh lễ Nam Mô Đà Phật chữ lên. Cúi đầu đảnh lễ Nam Mô Đà Phật chữ lên. Cúi đầu đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật và Tứ Linh. Cúi đầu đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật và Hữu Quốc Đại và Tứ Linh. Đàn sát giữa Nam Mô A Di Đà Phật bên trái, Nam Mô Đại Thế Tát bên phải, Nam Mô Quan Thế Âm Tát và Phật. Dạ, hệ thống nhất đó là hệ thống gì? Hướng tâm Phật, sáng sáng Nam Phật, Nam Di Đà Phật, Nam Di Đà Phật trừ vô. Dạ, dân hương tráng niệm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Giáng Phật Tổ, Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo Dương Văn Lước hưởng thọ 69 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ dung linh, vượt thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam Mô Di Đà Phật chủ. Và sai sai phương. Trong khi thức hướng chắp tay ngực để niệm Phật chữ phước duyên người quá giảng, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ đứng lên Phật, xong là tại Đức Phật. Cúi đầu đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa lên. Cúi đầu đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa lên. Cúi đầu đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa lên. Cúi đầu đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa lên. Dạ sát giữa Nam mô A Di Đà Phật. Bên trái Nam mô Đại Thế Tát, bên phải Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát và Pháp Hương. Dạ hai hiệp đó qua hiệp thứ ba có thứ năm nhiều Phật, sáu năm Phật, năm như là Phật, năm như là Phật chiều quỳ chúng. Dạ dân hương tráng niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giới Phật Tổ, Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo dương nhân lước hưởng thọ 69 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Chữ lớn. Dạ sáng xá hương. Trong khi thắp hương chắp tay và ngực để niệm Phật và hưởng phước duyên cho người quá giảng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hey.
Bánh mì đây.
Để ông đỡ. Mấy ông vô. Cầu cứu mới được. Ngồi Phật mù quá vô. Rồi đồng đạo ai nhận hương xong ai già còn cúng được bắt đầu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật, lễ kính cung kính Đức Phật đến thầy. Kính đại diện gia đình, kính tất cả cô bác, anh chị em, nguyên đệ, đồng đạo, thân tộc, thân nhân, quan khách láng giềng xa gần được lời mời về dự từng thất giác năm cho đồng đạo mình ở dương gian nước ở sát đức tuổi. Mà quý vị không phụ lời mời gia đình những chút thời gian đó đến đây để thành tâm cầu nguyện bằng ma lực cũng nhờ nước Phật từ bi cứu độ lưu minh được phát chúng mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Trở lại phần cầu nguyện hôm nay chia làm ba phần: phần nhất từ nãy thức tôn giáo, phần thứ hai thành tâm cầu nguyện lần ba lượt, phần thứ ba lễ viên mãn dị giờ cầu cúng được bắt đầu mời đạo trưởng đồng Phật xây dựng trong cái từ nãy thức tôn giáo. Thành tâm muốn dạy muốn thờ của quyền thức tổ trưởng ba xá, chúng ta mang ngô hộ tâm bảo Phật pháp tăng trưởng ba xá chia đức thầy thành kính đức thầy hoàn pháp độ sanh định lễ đức thầy. Chúng ta thiên thiên tướng phương thành tâm tỉnh ba xá đồng xây dài bậc Phật đặt trước nhà. Thưa đồng đạo, vừa qua lễ đức tôn giáo và đến thần cầu nguyện một lần ba lượt, lời thầy giải cầu linh hồn cũng được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Vậy mời đồng đạo mình hướng tâm về bàn Phật đặt trước nhà xá ba xá, xá xong có vị trí mời quỳ xuống đồng dương ngư lên chán thành cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và Phật Tổ, Phật Thầy. Nay đồng đạo chúng con thành tâm cầu nguyện đồng đạo ông Dương Văn Lước thọ 69 tuổi từng giấc năm, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ chúng linh được thoát chốn mê đồ dạng sanh miền cực lạc xá hướng. Nam mô Di Đà Phật. Mời bạn đứng lên kính bồ tát, mời bạn tăng thu hương. Rồi em nhất là đại đức hương mời mở cái tay vừa nguyện niệm Nam mô Di Đà Phật, nguyện đem đức niệm Phật này hầu hướng cho dân linh đồng đạo Dương Văn Lước 69 tuổi, nhờ ơn Phật từ bi cứu độ linh được thoát chốn mê đồ dạng sanh miền cực lạc, đồng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa hương xong kính bồ tát có chiếu mời chúng lại tạ Đức Phật, cuối đầu đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên và đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Đủ bốn lại bằng đạo đứng lên xá ba xá Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Mời ban nhân pháp hương. Rồi các đồng đạo đã nhận hương xong, việc thứ hai bắt đầu mà đồng đạo hướng tâm về bàn Phật thành tâm tỉnh ba xá, xá xong có ý kiến mời người trước đồng dưới hương lên chán thành tâm cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và Phật Tổ, Phật Thầy. Nay đồng đạo chúng con thành tâm cầu nguyện đồng đạo Dương Văn Lước họ 69 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ chúng linh được thoát chốn mê đồ dạng sanh liền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đạo đứng lên cảnh mừng sáng, mời tăng tăng tu hương. Ngày thứ hai chờ đạo tư hương đồng đạo chắp tay và một niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem đức niệm Phật này hồi hướng cho chân dung đồng đạo ông Dương Văn Lước các chính tử nhận Phật từ bi cứu độ viên được phát chứng mê đồ giảng sanh miền cực lạc.
những cái hương quý vị thần đạo đặt lên vị trí tôn nghiêm sông của mình cha mong mình trước là cả đức phật cúi đầu đảnh lễ đảnh nam mô a di đà phật thưa lên đảnh lễ nam mô a di đà phật thưa lên đảnh lễ nam mô a di đà phật thưa lên và đảnh lễ nam mô a di đà phật đối với lại mà cậu đứng lên sáng ba sáng như ngôi là Phật như ngôi là chí Bồ Tát như công tử hay ở đây 40 giờ chào hai ơi chào hai bao cái này lắm nè biết không Nam mô Di Đà Phật. Và tiếp theo quý vị, rồi quý vị chuẩn bị mình có lễ vào. Và những cái đạo đại chúng tôi đi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Dạ, tất cả chúng con cúi đầu cúi Phật. Cái tôi thì sao? Thì sự là gì? Thầy là đạo như là Phật đạo, cũng như cái gì đồng đạo. Hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm thứ 10, ngày 21 năm thứ 10. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô Di Đà Phật. 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 Nam mô Di Đà nhà ơi Phật trời đi cứu độ chúng linh được thoát khốn mấy đồ và sanh diệt tại Nam mô Di Đà Phật.
kính mời quý vị đứng lên. Tiếp theo là sáng năm mươi đạo Phật. Cảm ơn các thầy đã không có người chồng cánh tay của những Phật nhờ sao Phật thầy tiếp dẫn cái linh của đại đạo dương dân quốc 69 tuổi được trở về. Nam mô Di Đà Phật. Hương khấn xong kính mời quý vị sáng sáo quỳ xuống đại đạo Đức Phật cúng lại thành tâm lễ lễ. Nam mô Di Đà Phật. Thưa lên thành tâm lễ lễ. Nam mô Di Đà Phật. Thưa lên thành tâm lễ lễ. Nam mô Di Đà Phật. Thưa lên và thành tâm lễ lễ. Nam mô Di Đà Phật. Đủ bốn lại kính mời quý vị đứng lên. Xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát giữa niệm Nam Mô Di Đà Phật bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Di Đà Phật. Kính mời đại diện Pháp Hương đợt thứ hai Nam Mô Di Đà Phật. Và quý vị nhận hương xong, tiếp theo kính mời quý vị hướng tâm về bàn Phật kính lễ Đức Phật ba xá Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật. Kính xong tất cả đều quỳ các phương đưa lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Giáng Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo Dương Văn Lước hưởng thọ 69 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảm sanh miền cực lạc. Nam mô Di Đà Phật. Dạ kính mời quý vị đứng lên. Giáng Phật Tổ Phật Thầy. Nay đồng đạo chúng con thành tâm cầu nguyện đồng đạo Dương Văn Lước thọ 69 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảm sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đạo đứng lên cũng một cháu mời ban đăng tu hương. Chót trời lại đơn hương màu đạo chắc tay dùng một niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đem nước niệm Phật này hầu hướng cho vong linh đồng đạo Dương Văn Lước 69 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Tự hương xong kính một sáu mời quỳ xuống lại tạ Đức Phật cúi đầu đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa lên đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa lên và đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Ủa bốn lại bằng đạo đứng lên xá ba xá Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. À, thưa đồng đạo cầu nguyện là qua hiện sống rồi xây về bên trong thì lấy mãn thành tâm hướng về ngôi thờ của vị Đức Tổ kính ba xá tâm lên hoàn tâm bảo Phật pháp tăng kính ba xá. Chư Đức Thầy thành kính Đức Thầy hoàn pháp độ sanh kính lễ Đức Thầy. Kính bàn thông thiên tứ phương thành tâm kính ba xá. Đồng xây dài bàn Phật đặt trước nhà xá ba xá lễ tắc. Nam Mô A Di Đà Phật. Buổi cúng đến đây đã xong. Đại diện đừng cảm ơn hết trơn đồng đạo xa gần của bạn đại diện. Rồi giờ đi đâu đây là? Đi đâu tí ơi? Nam Mô. Đi lên đường cao tốc. Oh,
Tôi cùng chư quý vị cũng trả lời sự im lặng, giữ tâm thanh tịnh cho mỗi người nhận nén hương cộng với tâm hương để cầu nguyện có các phần kết quả cao như lời Đức Phật, Đức Thầy cũng thường hoài bảo: Tây phương thì ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Vậy trong giây phút nhận hương cũng đã xong, xin phép được bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Và kính thưa quý vị, được biết nhân ngày nay là ngày 21 tháng 11, cũng là làm từng một năm cho Dương Văn Lước hưởng thọ 69 tuổi. Kính thưa quý vị, đúng một năm á, tới từng đáo lệ, làm con cháu lễ này không thiếu, ấy là bổn phận báo hiếu của tử tôn. Trọng sự vong như thể trọng sự tồn, hương hoa đăng thiết nghi lễ cúng dường Đức Phật, xin nhận tấm lòng son của con cháu và đồng đạo lễ cầu nguyện ba lần chu đáo, chúc vong linh thanh thoảng nhẹ nhàng về cực lạc mới là hết khổ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đã quy y đầu Phật thì phải do sự thành tâm cầu nguyện và đem sức khấn vái của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu sinh nơi cõi thọ. Thì trong cái buổi cầu nguyện nó gồm có ba phần. Phần thứ nhất chỉ lễ ba ngôi thờ cúng, phần thứ gì cầu nguyện một lần ba lượt, phần thứ ba chỉnh lễ tóc. Mời quý vị hướng tâm bằng Phật chỉnh lễ một xá Nam Mô A Di Đà Phật rồi cung thỉnh quay vào trong. Hướng tâm lên Cửu Huyền Thất Tổ chỉnh lễ ba xá Nam Mô A Di Đà Phật. Hướng tâm lên Hồng Ân Tam Bảo chỉnh lễ ba xá Nam Mô A Di Đà Phật. Hướng tâm lên Chuyên Dung Thầy tri ân Thầy hai xá Nam Mô A Di Đà Phật. Trong quay ra ngoài đứng y chỉnh lễ Bàn Thông Thiên ba xá Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉnh xong cung thỉnh quay về phía trước. Và kính thưa quý vị, làm lễ theo nghi thức tôn giáo ba ngôi thờ cúng cũng vừa xong, có phần chánh lễ cầu nguyện một lần ba lượt cung thỉnh toàn thể quý vị hướng tâm bằng Phật chỉnh lễ ba xá Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉnh xong cung thỉnh đồng quỳ, đồng dâng hương lên trán niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Với Phật Tổ, Phật Thầy, nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho Dương Văn Lước hưởng thọ 69 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng chánh nghiệm cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Và xin chỉnh đứng lên xá một xá và thu hương và lễ định hương. Và trong lúc thu hương và lễ định hương, cũng mời quý vị chắp tay niệm Phật để hồi hướng cái phước duyên này cho đồng đạo Dương Văn Lước hưởng được phước sớm tắt nhẹ đường duyên về cảnh giới Phật. A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và lễ định hương trên đồng Phật cũng vừa xong, mời quý vị xá một xá cung thỉnh đồng quỳ đồng tâm Đức Phật phóng đại chí tăng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và thưa lên chí tăng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và thưa lên chí tăng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và thưa lên chí tăng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và thưa lên chí tăng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và thưa lên
giữa sáu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trái Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, phải Nam Mô A Di Đà Bồ Tát. Mờ tâm ra pháp hư nghiệp thứ nhiều. Lời của Đức Phật có dạy, tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng chân trình áo gai. Và cũng đến hiệp thứ hai, cung thỉnh toàn thể diễn tâm học Phật để lễ ba sáng. Kính xong cung thỉnh đồng quỳ, đồng dương lên trán niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Giải Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo Dương Văn Lước tưởng thọ 69 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ dân linh được pháp vốn quy đồ giảng sanh niềm cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Và cũng tỉnh đứng lên khá một khá dài phương hướng về lễ vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời Phật cứu người thì lo độ tận, muốn lo giải thoát phải tu thân. Tu thân thiện tính ráng chuyên cần, lục tự Di Đà giữ chú. Gác nhận trăm phần dầu có nhận, giả yêu quan quyết khởi là nhân. Nam Mô A Di Đà Phật. Và lễ định hương trên bàn Phật cũng vừa xong, mời quý vị xá một xá cũng tỉnh đầu quỳ đã muốn Phật trở lại chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và thương lên chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và thương lên chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và thương lên chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Giữa sáng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trái Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, phải Nam Mô A Di Đà Bồ Tát. Mời Nam Mô Tam Thập Nhi. Và thưa quý vị, lời Đức Phật thầy cũng có dạy: đồ lao muốn lắng sớm nghe ta, cố khí trì trai giữ giới mà. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chiên chợ lúc can qua. Và cũng đến hiệp thứ ba, và cũng đến hiệp thứ ba cũng cũng toàn thể diễn tâm mà Phật để lễ ba sáng Nam Mô A Di Đà Phật. Kỷ sông tỉnh đồng quỳ, đồng dương lên trán niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Giải Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo Dương Văn Lước hưởng thọ 69 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn lưu đồ giảng chánh niệm cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Và xin thỉnh đứng lên sáng một sáng và phương hướng và lễ tự nhiên. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên những tòa núi trầm nghiêng út, tất lòng thành cầu chúc vong linh, mạng kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công vị Phật rất yên lành. Nguyện mười phương chư Phật áo lai, đồng thiết dẫn chúng sanh dài thoát. Và lễ định hương cho mặt Phật cũng vừa xong, mời những vị sáu xá thở với Phật bốn tài chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật.
chí tâm để lễ Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì giữa sáng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái trái Nam Mô Đại Trí Bồ Tát phải Nam Mô A Tham Bồ Tát và còn niệm một lần ba lượt mới xong. Mời quý vị bây giờ trong trình lễ viên mãn hướng tâm lên của nguyện thất tổ kính lễ ba sáng Nam Mô A Di Đà Phật, hướng tâm lên hồng ân pháp bảo kính lễ ba sáng Nam Mô A Di Đà Phật, hướng tâm lên chân dung thầy chư ơn thầy hai sáng Nam Mô A Di Đà Phật bên ngoài chúng đi trong khơi ra kính lễ bàn thiên thiên ba sáng Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xong chúng thỉnh bên phía trước hướng tâm bàn Phật kính lễ tất ba sáng Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Và buổi cầu nguyện một lần ba lượt đến đây viên mãn. Mời quý vị giải y tự tiện và thứ hai mặt chủ trưởng gia đình cảm ơn tất cả toàn thể quý vị và cái nguyện cầu chư Phật mười phương phổ độ cho quý vị thân tâm thường an lạc đạo hỏa sớm viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
Đã đánh răng vô
Nhân hôm nay cũng vào ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão, cũng là lễ từng xã tang cho Phan Thới Hòa từ thằng hưởng thọ 70 tuổi quá dạng. Nương theo sự cứu độ nhiệm màu của Phật Pháp trong gia đình tang quyến có thiết lễ cúng dường và đặt bàn Phật đặt giữa nhà để hồi hướng công đức người quá cố. Thế nên cô bác nhận được lời mời đình chỉ việc nhà tài tụ đến đây để tỏ tình đoàn kết phân ưu thích lễ gia đình. Và mỗi người nhận được nén hương cộng với tâm hương, kết liên nguyện lực hình thành thực phẩm công đức cúng dường chư Phật mười phương. Và quay lưng tổ thầy cầu xin phóng quang cứu độ dân linh được sớm siêu sinh về nơi cõi thọ. Kính thưa cô bác buổi cầu nguyện cũng như thường lệ, phần thứ nhất bỉ ban ngôi thờ, phần thứ nhì chánh lễ, phần thứ ba buổi cầu nguyện được viên mãn. Giờ phần cao hơn thứ tự đã xong, kính thỉnh của bác hướng về lần Phật sáu ba sáng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, giờ xây vào bên trong. Hướng tâm về ngôi cung quyền kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hướng về hồng ân tam bảo kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính đức thầy hai xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, giờ xoay ra phía trước. Hướng tâm về ngôi thông thiên kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác ba ngôi thờ tôn kính đã xong, giờ đến phần chánh lễ. Kính thỉnh cô bác hướng về bằng Phật xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và lòng quỳ xuống chắp tay và hương đưa lên trán thẳng thiết nguyện đợt thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Phan Thới Hòa từ tràng hưởng thọ 70 tuổi, nay lễ từng xã tang. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn nơi đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh lên xá một xá giờ thu hương. Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái chờ đợi đến hương, kính thỉnh của bác nhiếp tâm niệm Phật để hồi hướng công đức cho người quá giảng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Định hương xong xá một xá và đồng lại bước lại chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ thưa xong chúng thỉnh lên xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, kính mời đại diện các vị.
Nam Mô A Di Đà Phật đấy đâu. Nhận hương xong hướng giờ bằng Phật xá ba xá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho đồng quỳ xuống chắp tay và hương đưa lên trán thẩm thiết nguyện đợt thứ nhì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Phan Thới Hòa từ tràng hưởng thọ 70 tuổi, nay lễ từng xã ban. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ trong linh được thoát chốn nơi đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh chúng lên xá ba xá và thu hương. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi chờ đại linh hương, kính thỉnh quán nhiếp tâm niệm Phật để hồi hướng công đức cho người quá giảng. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thỉnh xá một xá và đồng lại bốn lại, chí tâm đảnh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thưa xong thỉnh thỉnh lên xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thích Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính mời đại diện Pháp Hương. Hai hờ trong báu ngọc nhà vào sân ơi, thầy về tâu lại phần đàn cuối sinh nhỏ sớm làng tình. Giống nòi thiệt nghi cốt nghi đồng nghi mà nay lạc mất thân hiền nơi đâu nhớ. Muốn xem muốn chờ lòng châu bờ ga lãng sắc đã sọc đau nghi tu chi mà mãi mang sợ ta gạt gầm như cánh như kỳ cho dân giả tờ khắp dương trần dân vô chốn khổ thần bùa. Non cao dèo thứ cao sàn trời lòi đông đẻ mất là hiền thân biên sao cho tội lòng dân kẻ vừa đã sống lòng cây đứt mang hấp vô bao mắt làm lòng tâm mây thân khổ đêm dân thần cho lòng cũng nhớ lòng từ nay biển xa
trong ngay ngày luôn hả? Ngay luôn, ý đâu có hai đó mà, tại vì đám nhà của em bé hai là của đó là năm năm có hai đám mà. Hôm nay có chung nhật hả? Chung nhật sao? Như đám nhau. Chị ba, để mình cúng đó. Rồi mấy em có lên đó đi, bắt đầu mình đi luôn, bánh luôn. Khen. Có từng đầu á, từng đầu mà. Từng đầu em đi có mình nè, mà em điểm hôm nay không được nè. Mình đi cúng thứ hai. Em ghé nhà không thấy mạng nào hết trơn, rồi em giọt về luôn, em kiếm hai ba chỗ không thấy đâu hết trơn. Vậy là từng cái đi qua nhà cháu có đi tập hợp đi lên trên đường xa làng ai người tóc đào cũng toan của mình thầy giữa trần đang nóng đứng dậy chưa chưa bùi tổng tài đại sát tận sai chống giấc mộng mơ màng cũng thường ta tuy là Mãi